Chào các em. Hôm trước thầy đã hướng dẫn các em thực hành một số bài ở bài thực hành số 1 của chương 2 em tập vẽ. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em thực hành một số bài ở bài số 2 của chương này. Đó là bài thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hành vẽ bài số 1, đó là vẽ chiếc phong bì. Ta khởi động phần mềm vẽ pen. Ở đây các em nhìn thấy nó là ở hình mẫu, đó là hình 26 trang số 19, thì người ta yêu cầu chúng ta vẽ một chiếc phong bì với cái đường viền, đường khung nó là màu xanh và cái phần nền bên trong nó là màu da cam. Như vậy thì chúng ta nhớ đó là các kiểu vẽ của công cụ hình chữ nhật thì chúng ta có 3 kiểu vẽ. Kiểu vẽ thứ nhất đó là kiểu chỉ vẽ đường biên. Kiểu thứ hai là vẽ đường biên và tô màu bên trong. Kiểu thứ ba là chỉ tô màu bên trong. Vậy thì chúng ta nhớ đến kiểu thứ hai. Ở đây các em nhìn thấy nó là vẽ và có màu bên trong luôn. Vậy chúng ta sẽ chọn và vẽ cho đúng. Trước khi chúng ta vẽ thì chúng ta nên chọn nét vẽ cho công cụ hình chữ nhật. Chúng ta sẽ chọn thông qua công cụ đường thẳng. Ở đây thầy khuyến khích các em nên chọn nét thứ ba, bởi vì nét này nó vừa vặn, không quá to mà cũng không quá nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta trở lại với công cụ hình chữ nhật và chọn kiểu vẽ là kiểu thứ hai, chọn nét vẽ. Ở đây các em nhìn thấy màu cái nét vẽ của nó là màu màu xanh dương, đúng không ạ? Đây sẽ chọn màu xanh dương và chọn màu nền, đó là màu vàng. Chúng ta nhấy chuột phải vào ô màu để chọn màu nền, chuột trái vào ô màu để chọn màu vẽ. Và khi này chúng ta sẽ vẽ ra một hình chữ nhật. Chúng ta có thể vẽ to một chút nhìn cho nó thoải mái, đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng công cụ đường thẳng để vẽ các đường nét còn lại. Chúng ta kéo từ góc này ra, kéo ra tầm giữa, đúng không ạ? Kéo ra giữa rồi nối tiếp, thả chuột ra rồi lại nháy chuột và kéo lên. Sau đó chúng ta vẽ những cái đường nét còn lại ở đây. Hơi bị lệch một chút, đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ xong chiếc phong bì với chỉ có hai công cụ, đó là công cụ hình chữ nhật và công cụ đường thẳng. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ bài thực hành số 2, đó là vẽ chiếc tủ lạnh theo mẫu ở hình số 27. Chúng ta sẽ thực hiện đó là thu nhỏ bài vẽ này xuống, rồi chúng ta sẽ mở phần mềm Paint và thực hiện với bài tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó là chiếc tủ lạnh này, nó có màu màu hơi xám, đúng không ạ? Và cái đường biên của nó, cái đường viền, đường khung của nó là màu xanh dương. Vậy chúng ta sẽ vẽ như sau. Chúng ta sẽ chọn công cụ hình chữ nhật và vẫn chọn kiểu thứ thứ hai. Lưu ý là chúng ta nên chọn lại nét vẽ trước, là sẽ chọn vào vẽ thứ ba thông qua công cụ đường thẳng. Là sẽ chọn vào công cụ hình chữ nhật, chọn kiểu vẽ là kiểu thứ hai và chọn màu vẽ vẫn là màu xanh dương và màu nền bên trong đó là màu màu xám. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật đứng, đúng không ạ? Một hình chữ nhật đứng. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ các đường nét còn lại ở phần bên trong. Phần bên trong thì chúng ta có thể là dùng công cụ hình chữ nhật và công cụ đường thẳng để kết hợp với nhau. Chúng ta sẽ dùng công cụ đường thẳng trước. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần bên trên của chiếc tủ lạnh. Các em nhớ là vẽ nét này chúng ta có thể là nên giữ shift. Chúng ta giữ shift để vẽ nét nằm ngang. Rồi, nét thẳng đứng, cái chỗ tay cầm để mở cái ngăn đá, đúng không ạ?
ta sẽ kéo xuống. Nếu như nó mảnh quá chúng ta có thể là chọn nét lớn hơn, này là tùy. Và chúng ta sẽ chọn xuống nét bé hơn để làm cái tay cầm để mở ngăn mát. Chúng ta chọn công cụ hình chữ nhật và đổi cái màu đi. Các em nhớ là đổi màu, đổi sang màu màu nền sang màu khác để chúng ta vẽ. À, chúng ta đưa kít vào cái góc ở đây. Rồi, ta vẽ ra đây. À, như vậy là xong rồi. Ta đã vẽ xong chiếc tủ lạnh với một vài đường nét cơ bản, rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo, ta chuyển sang bài thực hành tiếp theo. Là bài thực hành số 3 và số 4 là hai bài thực hành khó hơn và mức độ cao hơn. Tuy nhiên, nó cũng không quá khó đâu. Chúng ta sẽ vẽ từ bài thực hành số 3 trước. Và chúng ta sẽ vẽ mẫu. Vẽ mẫu bên trái trước. Mẫu thứ nhất trước nha. Là thu nhỏ bài này xuống. Và chúng ta mở pen. À, các em thấy ở đây với kiểu vẽ thứ nhất, cái hình mẫu thứ nhất thì chúng ta vẽ ở đây, chúng ta thấy là họ chỉ vẽ bằng kiểu vẽ thứ ba thôi đúng không? Chúng ta sẽ chọn vào công cụ hình chữ nhật và chọn kiểu vẽ thứ ba và chọn màu hợp lý. Ở đây chúng ta sẽ chọn nó là cách vẽ. Thầy sẽ lưu ý cho các em hai cách vẽ như sau. Cách vẽ thứ nhất đó là chúng ta sẽ vẽ từng cái mảnh một. À, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ mảnh màu đỏ. Nó là một hình vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một mảnh hình chữ nhật nhỏ bên cạnh. Đúng không ạ? Tiếp tục là màu tím. À, trước tiên chúng ta vẽ nốt cái đoạn này nữa. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ tô màu, sẽ vẽ bằng màu tím. Rồi, chúng ta giữ shift để nó thành hình vuông nhé. Rồi, đã cân đối. Bây giờ tiếp tục vẽ ô vuông ở góc trên. Rồi. Và bây giờ là màu, chuyển sang màu xanh, xanh nhạt này đúng không ạ? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ vẽ với màu, đây là màu tím than. Rồi, và cuối cùng nó là chúng ta vẽ màu xanh lá ở giữa. Và như vậy là chúng ta đã vẽ xong hình mẫu. Chúng ta đã vẽ xong hình mẫu thứ nhất đúng không ạ? Với kiểu vẽ là chúng ta vẽ ghép từng mảnh một. Kiểu vẽ thứ hai thầy hướng dẫn các em, đó là chúng ta sẽ vẽ thành những mảnh lớn và đè lên nhau. Ở đây chúng ta sẽ vẽ như sau. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ, đó là một cái mảnh màu vàng. Mình sẽ vẽ như sau. Mảnh lớn màu vàng. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ mảnh màu.
màu xanh nhạt đây. Ta vẽ quá nửa một chút. Rồi tiếp theo và bây giờ chúng ta sẽ vẽ nó là màu đỏ. Ta khéo vừa fit vào đây. Và màu tím. Ta sẽ vẽ từ vị trí này đây. Với màu vàng khá là khó nhìn nữa. Rồi, góc bên này nữa. Với cách vẽ này chúng ta chỉ cần vẽ vừa khít là đủ là được. Bị lọt màu vàng ở bên ngoài một chút rồi đúng không? Ta vẽ lại nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ vẽ màu một tím than ở đây. Một tím than. Rồi. Và bây giờ là vẽ hình chữ nhật màu xanh ở giữa. Dạ. À, như này thì cái hình bên này chúng ta sẽ nó sẽ cân đối hơn, bởi vì chúng ta tô đè lên nhau để chúng ta có những cái điểm để chúng ta căn cứ. Còn vẽ từng mảnh như này thì có thể là sẽ có những ô, có những cái hình hình vuông mà chúng ta vẽ nó sẽ bị trùng lặp lên nhau. Và lưu ý các em vẽ, khi các em vẽ những hình vuông này thì chúng ta luôn luôn phải nhớ là chúng ta phải nhấn giữ phím shift để chúng ta vẽ thì nó mới thành hình vuông các em nhé. Còn nếu chúng ta không giữ phím shift, chúng ta vẽ nó sẽ ra thành hình chữ nhật, và hình chữ nhật thì nó sẽ không thể cân đối với nhau được. Các em nhớ nha, với cả hai cách, dù là cách thứ nhất và cách thứ hai, thì chúng ta vẽ những cái hình vuông này, những cái khối vuông này chúng ta đều phải giữ shift để vẽ cho nó cân đối. Được chưa? Và tiếp theo đó là bài, vẫn là bài thực hành này nhưng nó là hình mẫu. Hình mẫu số 2, hình mẫu số 2. Đây thầy đưa những cái hình mẫu này lên trên. Để chúng ta có phần tranh để vẽ. À, đối với lại hình mẫu thứ 2 thì chúng ta sẽ phải vẽ với đường nét là đường nét thứ hai. Xin lỗi, nó là với kiểu vẽ là kiểu thứ hai. Ở đây các em sẽ chọn nó là kiểu thứ hai và chọn màu, màu vẽ đó là màu, ở đây là màu nâu. Phần bên trong chúng ta sẽ chọn nó là màu, màu nền là màu, màu xanh xám đúng không ạ? À, chúng ta sẽ chọn cái màu này, màu xanh xám này. Và chúng ta sẽ vẽ ra một hình vuông. Một thứ chúng ta thấy đã bị quên, đó là việc chúng ta chưa chọn nét vẽ. Cái đường biên bên ngoài nhìn rất là bé đúng không? Rồi trở lại với công cụ hình chữ nhật và chúng ta sẽ vẽ lại. Rồi ở đây thầy đã vẽ xong cái đường bên ngoài và có màu. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp. À, lưu ý với cách vẽ này khá là khó khi mà chúng ta muốn vẽ những cái đường ở bên trong này thì chúng ta không biết đâu là giữa cả, đúng không ạ? Rất là khó vẽ để cân đối. À, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ ghép nối những cái mảnh này lại thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục vẽ với màu, ở đây là màu xanh dương. À, chúng ta sẽ chọn màu vẽ là màu xanh dương và chúng ta sẽ vẽ. À, như vậy là xong. Ta có thể giữ phím shift để chúng ta vẽ và chúng ta đoán tầm nó
cái chỗ nào nó là giữa nhá, vì cái này chúng ta không có căn cứ nào để xác định đâu chính xác đâu là giữa cả. Đó, của thầy vẽ là nó sẽ bị lệch lệch một chút. Đó, các em thấy chưa? À, rất là khó để xác định đâu là giữa. Rất khó là chúng ta xác định đâu là giữa mà chúng ta bắt buộc phải phải vẽ thôi, đúng không ạ? Nó sẽ lệch một chút và chúng ta sẽ tô màu. Đó, ở đây chúng ta sẽ tô bằng màu xanh lá mạ ở hai bên này nữa. Và như vậy là chúng ta đã làm xong bài thực hành số 3 với hai hình mẫu. Lý do ở đây là thầy chưa chọn lại màu, chưa chọn lại màu nền. Rồi với hai hình mẫu chúng ta đã vẽ xong, đúng không ạ? Và tiếp theo là bài thực hành số 4. Bài thực hành số 4 là người ta sẽ yêu cầu chúng ta vẽ lại hình ngôi nhà, và vẽ lại ngôi nhà ở hình số 14. Hình số 14 chúng ta sẽ lật lại và xem hình số 14 là đây, hình số 14 à, chúng ta sẽ thu nhỏ xuống và mở sách giáo khoa trang số 15, chúng ta sẽ thấy hình số 14 và chúng ta sẽ vẽ. Ở đây chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà, chúng ta sẽ vẽ từ mái trở xuống và các em vẫn chọn màu, chọn công cụ là công cụ đường thẳng. Có một điểm như thế này, chúng ta ở bài này được yêu cầu là chúng ta sẽ dùng công cụ đường thẳng và công cụ hình chữ nhật để vẽ, và chúng ta sẽ nhìn ở hình mẫu ở đây. Hình mẫu ở đây thì chúng ta sẽ thấy đó là mặt trước của ngôi nhà. Hình mẫu trong sách giáo khoa, các em nhìn trong sách giáo khoa nhé, ở trên đây thầy không lấy hình mẫu lên đây. Chúng ta nhìn đó là trong cái mặt trước của ngôi nhà, đó là một hình chữ nhật. Cánh cửa và cửa sổ của mặt trước cũng là hình chữ nhật. Tuy nhiên, cái cửa sổ đằng bên mặt trái của ngôi nhà nó lại chéo, đúng không ạ? Lại nghiêng nghiêng một chút, nó không phải là hình chữ nhật. Vậy nên chúng ta sẽ kết hợp để vẽ. Nào, trước tiên là chúng ta sẽ chọn công cụ đường đường thẳng và chọn nét vẽ là nét thứ ba. Màu vẽ ở đây chúng ta có thể chọn tùy ý và có thể là để là mặc định là màu đen, và chúng ta sẽ vẽ. À, trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái mặt trước của ngôi nhà, chúng ta không vẽ mái trước nhé, vì vẽ mái trước thì chúng ta sẽ rất khó để vẽ được cái mặt trước đẹp. Ở đây chúng ta sẽ chọn kiểu vẽ là kiểu thứ nhất luôn, chúng ta không chọn kiểu thứ hai. Vì vẽ xong chúng ta sẽ tô màu sau. À, chúng ta sẽ vẽ ra một hình vuông trước. Một ngôi nhà cấp 4, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng công cụ đường thẳng và vẽ nối liền tiếp từ cái đoạn này ra. Chúng ta đưa trùng lên đây, lên cái mặt trên của công cụ hình chữ nhật, và chúng ta sẽ kéo nó dài ra một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ lên mái. À, chúng ta giữ shift để vẽ nhá. Các em nhớ là giữ shift để vẽ. Vẽ chéo lên. À, bây giờ chúng ta muốn là bên trên này nó phải là một đường thẳng nằm ngang, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ dùng công cụ hình, à, xin lỗi, công cụ chọn, và chúng ta sẽ chọn làm sao để nó chiếm được cả hai đầu trên này, và chúng ta xóa nó đi để cho nó bằng nhau. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ đoạn bên trên của mái nhà, đây gọi là nóc nhà, đúng không ạ? Sẽ chéo xuống. Ta giữ shift và vẽ chéo xuống đây. Một đường chéo xuống và
giữ shift, chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng xuống đây. Ở đây chúng ta sẽ áng chừng thôi, chúng ta không thể vẽ được chắc chắn theo một đường nào cả. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ nối từ đây qua đây thôi. À, chúng ta không giữ shift, vẽ vào đây được chưa? À, như vậy là khung của ngôi nhà đã cơ bản là xong. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cửa sổ. Ở đây cửa sổ chúng ta vẽ cửa sổ bên cạnh này trước. Quá dài đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nối lại. À, hai cái đường thẳng thẳng xuống này hơi bị chéo. Không sao. Ta cứ vẽ, chúng ta cảm giác đâu là vừa thì chúng ta dừng lại. Và bây giờ chúng ta sẽ tẩy và tẩy những cái nét này đi. À, tẩy thật khéo nhé. Nếu mà tâm tẩy không cẩn thận thì nó sẽ bị lệch, sẽ bị thủng ở bên trong đúng không ạ? À, thầy thấy là cái cửa sổ này có vẻ là không đẹp, vẽ lại một chút. Này, chúng ta sẽ vẽ theo đường chéo này trước. Rồi dùng công cụ chọn cắt hai cái phần này cho nó bằng nhau và nối từ đây xuống. À, như vậy thì nhìn nó sẽ đỡ bị chéo hơn đúng không? Rồi quay lại trở lại với lại cái cửa và cửa sổ đằng trước thì chúng ta sẽ chọn nó là kiểu, chọn công cụ hình chữ nhật và kiểu vẽ là kiểu thứ hai. Và đây chúng ta sẽ vẽ vẫn là màu vẽ như vậy, và màu nền thì chúng ta cần chọn luôn, đó là màu xanh này đúng không ạ? Thầy cũng không biết gọi là màu này gọi là màu xanh gì nữa, màu xanh xám đi đúng không ạ? Xanh rêu đúng không? Và tiếp tục là chúng ta sẽ vẽ, à đây chúng ta sẽ giữ shift và vẽ, cần giữ shift không nhỉ? Chúng ta không cần giữ shift vì đây là hình chữ nhật, nó không giữ shift. Xin lỗi các em nhé, không giữ shift và chúng ta sẽ vẽ như vậy là xong cái cánh cửa. Và đến cửa sổ thì chúng ta mới cần giữ shift. Các em chọn màu nâu xám này, màu nâu này. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái bài, cái những đường nét cơ bản của bài này. Và bây giờ chúng ta chỉ việc tô màu nữa thôi. Mái nhà là màu đỏ. Rồi tường ở phía bên trái là màu vàng. Cửa sổ là màu xanh rêu. Mặt trước này cũng là màu vàng nhưng màu nhạt hơn. Và như vậy là bài thực hành của chúng ta đã hoàn tất. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài thực hành số 5. Ta tiếp tục thu nhỏ và mở một trang pen mới. Ta thấy ở đây để vẽ chiếc đồng hồ thì các em sẽ phải vẽ dùng các cái công cụ, đó là công cụ hình chữ nhật tròn góc và công cụ đường thẳng để vẽ. Chúng ta sẽ vẽ khung của chiếc đồng hồ trước. Ta sẽ chọn vào công cụ đường thẳng và chọn vào nét thứ 3. Sau đó chọn công cụ hình chữ nhật, à, nét thứ 3 vừa rồi chúng ta vừa chọn, đó chỉ là cách để chúng ta thay đổi cái đường nét vẽ đường biên của nó mà thôi. Và đây chúng ta sẽ chọn màu cam để vẽ. Các em sẽ giữ shift và vẽ một như khung và vẽ khung lớn hơn của nó. Rồi chúng ta đã vẽ xong.
tiếp theo nó sẽ vẽ đó là những cái gọi đây là gọi là những cái vị trí của khung giờ số 12, 12 giờ này, 3 giờ này, hơi nhỏ nó, ta sẽ vẽ to hơn. 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng công cụ đường thẳng và vẽ các khung giờ khác, nó là 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 10 và 11 giờ. Cuối cùng chúng ta sẽ vẽ kim đồng hồ. Kim đồng hồ thì chúng ta vẽ kim giờ trước. Chúng ta sẽ chọn nét là nét thứ 5. Chúng ta sẽ kéo xuống 6 giờ. À đây, chúng ta sẽ kéo ngắn hơn một chút và hơi lệch sang phía bên trái 6 giờ. Qua mấy phút rồi đúng không ạ? Tiếp theo là kim phút. Kim phút chúng ta có thể vẽ là nét thứ 2 hoặc nét thứ 3. Ở đây chúng ta thầy sẽ vẽ luôn là nét thứ 3. Rồi. Nếu như theo hình mẫu thì chúng ta có thể vẽ nó là kim phút, nó các em có thể giữ shift để vẽ cũng được. Ở đây chúng ta sẽ vẽ và giữ shift để nó thẳng đẹp. Và vẽ kim giờ ngắn một chút, ngắn hơn đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ xong chiếc đồng hồ ở bài thực hành số 5. Bài thực hành số 6. Chúng ta tiếp tục mở một trang pen mới. À, chúng ta sẽ vẽ. Ở đây các em nhìn thấy là chiếc cặp sách hình 32A. Thì chiếc cặp sách này nó có đường khung là một hình chữ nhật tròn góc. Quai của nó là một đường cong. À, chúng ta sẽ vẽ một hoặc hai đường cong đối với cái quai. Chúng ta có thể vẽ hai đường cong và chúng ta sẽ tô màu vào giữa để cái quai nó đậm hơn. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ các cái họa tiết ở bên trong. À, cụ thể ở đây chúng ta sẽ chọn nét vẽ cho chiếc cặp sách ở đây. Chúng ta sẽ chọn nét vẽ thứ hai. Chọn công cụ hình chữ nhật tròn góc và chọn kiểu vẽ là kiểu thứ hai. Màu vẽ ở đây các em sẽ chọn nó là màu xanh lá. Bên trong thì chúng ta sẽ chọn màu nó là màu xanh lá mạ, được không? Không, chúng ta sẽ chọn sang nó là cái màu xanh nhạt này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật tròn góc và nằm ngang. Ta không giữ shift các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ với công cụ đường cong và màu là màu nâu. Các em đưa vào vừa khít với lại cái, ta có thể vẽ luôn ở đây nhưng thầy khuyên các em nên vẽ theo cách này hơn, hay hơn đó là chúng ta vẽ ra bên ngoài, sau đó là uốn cong. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ vẽ tiếp phần bên ngoài của cái quai. Chúng ta sẽ vẽ cái quai này nó to hơn. Uốn cong lên.
Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ dùng phương pháp chuyển hình để chúng ta đưa cái phần hình này vào trong này. Và dùng phương pháp chuyển hình thì chúng ta nhớ là chúng ta nhấy chọn vào cái nút nút này gọi là nút trong suốt và chúng ta sẽ đưa nó vào. Rồi. Thầy quên mất là chưa chọn lại màu nền. Đây, chúng ta đưa vào vừa khít. Và tiếp theo là chúng ta sẽ vẫn tô bằng màu nâu vào đây. Và như vậy chúng ta đã có cái quai của chiếc cặp sách. Và cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ các họa tiết ở bên trong. Các họa tiết này chúng ta sẽ vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ ở đây nó là cái cuống hoa. Chúng ta sẽ vẽ bằng màu màu xanh lá. Công cụ đường cong màu xanh lá và nét vẽ là nét thứ 3. Chúng ta kéo chéo xuống đây một chút. Uốn cong phần trên trước, uốn cong phần bên dưới sau. Uốn làm sao để chúng ta nhìn thấy nó có dáng hơi cong cong, đúng không ạ? Ở dưới cong nhiều hơn và bên trên thì cong ít hơn. Tiếp tục chúng ta vẽ cái cuống thứ hai cũng tựa tựa như vậy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang màu màu vàng. Màu vàng hoặc màu cam, chúng ta lấy màu cam nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và tiếp theo vẫn là công cụ hình chữ, vẫn là công cụ đường cong, chúng ta sẽ nối từ cái điểm đầu trên này của cái cuống hoa này. Chúng ta sẽ kéo xuống. À, kéo xuống đây, chúng ta sẽ uốn. Các em nhớ nhá, chúng ta với công cụ đường cong thì chúng ta kéo từ điểm đầu đến điểm cuối thì chúng ta sẽ phải uốn phía điểm điểm đầu trước rồi mới uốn phía điểm cuối sau. Chúng ta không làm ngược lại nhá. Ví dụ như đây thầy làm ngược lại này, thầy uốn ở đây trước này, rồi thầy uốn ở trên này nó sẽ bị cong và gãy như thế này, à, rất là khó đúng không? Đó, rồi chúng ta sẽ vẽ lại, đó, uốn đầu trên trước và uốn đầu dưới sau, và cứ tương tự như vậy thì chúng ta sẽ vẽ được bông hoa. Các cánh hoa. Rồi, tiếp tục với phần bông hoa bên còn lại bên này. Ta có thể uốn như thế này và uốn cong như thế này, nó đẹp đúng không ạ? Ta sẽ có nhiều cách uốn khác nhau để nó đẹp. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được bài bài vẽ hình chiếc cặp. Với bài vẽ hình chiếc tivi là hình 32B. Là bài này cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên là nó nhiều đường nét hơn. Ở đây chúng ta sẽ vẽ chiếc tivi trước. Các em dùng công cụ đường đường thẳng chọn nét vẽ là nét thứ 2 và vẽ với công cụ đường cong. Em vẽ khung bên ngoài của chiếc tivi trước. À, chiếc tivi của chúng ta là hình chữ nhật. Rồi tiếp theo là chuyển sang công cụ hình chữ nhật. Lúc nãy là chữ nhật tròn góc, còn bây giờ chúng ta là chữ nhật. Và nét vẽ là ta phải chọn lên nét thứ 4. Phần bên trong của chiếc tivi. Xin lỗi các em là chúng ta phải quay trở lại với công cụ hình chữ nhật nhé.
Như vậy là chúng ta đã vẽ xong phần bên trong của chiếc tivi, và bây giờ chúng ta sẽ vẽ đó là chân đế của chiếc tivi. À, chân đế của chiếc tivi thì chúng ta sẽ vẽ với màu màu xám đúng không ạ? Các em sẽ chọn kiểu vẽ thứ hai. Màu vẽ vẫn là màu đen, còn màu bên trong nó là màu nâu. Màu này. À, chúng ta sẽ vẽ ở đây. Các em có thể vẽ nó không cần phải sát ngay vào đây. Các em sẽ vẽ lùi nó ra một chút cũng được. Đúng không ạ? To ra một chút. Và tiếp theo chúng ta sẽ dùng công cụ chọn. Chọn vào nút trong suốt để chúng ta đưa cái phần hình này vào. Chúng ta chuyển về màu nền về màu màu trắng trước rồi chúng ta mới đưa nó vào. À, đưa vừa khít đúng không ạ? Tiếp theo là công cụ hình chữ nhật tròn góc với nét là chúng ta sẽ chuyển về nét thứ hai thôi. Và công cụ là công cụ tròn góc, kiểu vẽ là kiểu thứ hai. Với màu vẫn là màu đó đúng không ạ? À, chúng ta sẽ kéo từ đây, kéo từ góc này lên nhé. Xin lỗi các em, thầy quên chưa chọn màu nền. Rồi tiếp tục gần bên này, kéo lên bằng với lại sát vào luôn đúng không ạ? Trùng lớp lên luôn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ dùng công cụ đường thẳng để vẽ các đường nét còn lại. À, ở trên thế này thì chúng ta sẽ là nét thứ nhất và chúng ta kéo thẳng xuống. Đây là đôi loa đúng không ạ? Công cụ chọn và chúng ta sẽ xóa cái phần bên dưới này, bên trên này để cho nó bằng nhau. Tiếp tục làm điều tương tự đối với chiếc loa phía bên tay phải. Công cụ chọn và chúng ta sẽ xóa cho nó bằng nhau. Ở phần bên dưới chúng ta sẽ dùng 3 đường thẳng màu đen để vẽ đầu bên dưới này. Phía bên phải sẽ có một cái ngăn, đây gọi là ngăn đĩa đúng không ạ? Ta sẽ dùng công cụ hình chữ nhật với màu vẽ là màu xanh dương hoặc là một cái màu xanh, màu xanh này đi. Bên trong là màu tím và chúng ta sẽ vẽ ở đây. Nét vẽ quá to, ta chọn về nét vẽ là nét thứ nhất. Có lẽ là cái khay đĩa đúng không ạ? Để to hơn một chút đi. Rồi. Và cuối cùng nó là hai chiếc anten. Chúng ta sẽ chọn nét vẽ thứ ba và vẽ từ đây. Đây sẽ là màu. Nó sẽ chọn về màu đen để vẽ. Chúng ta không vẽ ở giữa mà chúng ta vẽ lệch sang bên trái một chút. Các em có thể giữ shift để vẽ một cái ngắn và một cái dài. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn tất được hình chiếc tivi. Đây đúng ra nó phải là một bộ tivi đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tô màu phần bên cái viền, khung viền của chiếc tivi một chút. Để tô ở đây. Rồi, đã hoàn tất rồi đúng không ạ? (Cười)
Và bài này chúng ta có phần đọc thêm, đó là lưu lại hình vẽ. Và đây chúng ta sẽ lưu như sau. Để lưu lại hình vẽ thì chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl S. Các em nhìn trên bàn phím, phím Ctrl là phím nằm ở góc dưới bên trái. Nó nằm ở góc dưới bên trái và tương tự là góc dưới bên phải của khu vực chính. Nó là hai phím nằm ở hai đầu của hàng phím dưới cùng. Các em nhìn thấy chưa? Thầy sẽ mở bàn phím ảo lên cho chúng ta cùng đối chiếu nhé. Ở đây các em sẽ nhìn thấy, đây chính là bàn phím. Bàn phím của chúng ta thì các em sẽ nhìn thấy ở đây, phím Ctrl nằm ở khu vực chính, hai đầu khu vực chính. Ở đây bàn phím này là đã khác một chút rồi đúng không ạ? Khác một chút so với cái bàn phím của chúng ta. Đây là bàn phím mẫu thôi. Thì các em sẽ nhìn đây, đây chính là phím Ctrl và các em nhìn trên bàn phím của các em nhé. Đây là bàn phím ảo thì nó không thể là giống được hoàn toàn so với bàn phím thật của chúng ta. Được chưa? Em đã nhìn thấy chưa? Vậy đi, cách để chúng ta lưu, để chúng ta sẽ lưu như sau. Ở cái phần mềm của chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím là Ctrl S. Có nghĩa là nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím S. Đó gọi là nhấn tổ hợp phím Ctrl S. Và ở đây chúng ta sẽ lưu lại các cái bài vẽ của chúng ta. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ vẽ, đây là lưu là chiếc tivi chẳng hạn, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta để tiện cho việc chúng ta sau này chúng ta tìm lại thì chúng ta sẽ lưu với tên gợi nhớ. Ví dụ như ở đây tôi sẽ lưu đó là hình 32 chiếc tivi 32B đúng không ạ? 32B chiếc tivi. Chúng ta nên lưu bài vẽ là không dấu. Tuy nhiên lưu có dấu cũng được, người ta không bắt buộc chúng ta phải lưu là không dấu, nhưng chúng ta nên lưu là không dấu bởi vì sau này khi mà chúng ta đến khi chúng ta làm việc, chúng ta sẽ có cái thói quen đó là lưu không dấu. Thì một số những cái lỗi của máy tính có thể làm cho chúng ta mất đi cái tài liệu của chúng ta. Thì một số cái phần mềm khôi phục cái gọi là khôi phục dữ liệu của chúng ta ấy, thì nó sẽ tìm lại cho chúng ta dễ dàng hơn đối với các cái tập tin mà không có dấu. Vậy nên là chúng ta nên làm quen với điều này ngay từ bây giờ. Và chúng ta đã lưu đây là hình 32 chiếc tivi và lưu lại. Đây sau khi lưu xong thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc này, ở bên cạnh biểu tượng của phần mềm Paint, bây giờ nó sẽ ghi là sẽ có tên của cái tệp mà chúng ta mà vừa mới lưu lại, tệp hình vẽ, đó là hình 32B chiếc tivi. Khi này chúng ta đóng phần mềm thì ngay lập tức nó sẽ đóng lại luôn, đúng không ạ? Và chiếc cặp sách chúng ta cũng làm điều này tương tự, nhấn tổ hợp phím Ctrl S và gõ đây là hình 32A chiếc cặp sách. Rồi, chiếc cặp sách và nháy vào save. Đó, các em thấy kết quả đây đã được ghi là hình 32 chiếc cặp sách và đóng lại bài. Đây là hình 31. Chúng ta cũng thực hiện nó là nhấn tổ hợp phím Ctrl S, tuy nhiên là chúng ta không làm điều này. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đây là một cách khác để chúng ta lưu. Thay vì chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl S thì chúng ta sẽ vào File, chọn vào mục Save. Bảng Save As nó sẽ hiện lên giống như lúc nãy và chúng ta sẽ gõ tên vào đây. Các em lưu ý với việc vào File thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là có Save và Save As. Đối với lần lưu đầu tiên
Thì chúng ta có chọn vào server thì nó cũng tương đương với lệnh vào server add, bởi vì nó phải lưu với một tên khác, bởi vì chúng ta chưa có tên. Nhưng kể từ lần lưu thứ hai đối với server thì cái phần hình ảnh mà chúng ta đã làm, chúng ta sửa lại thì nó sẽ lập tức là lưu vào đúng cái tệp mà chúng ta vừa mới lưu. Còn server add nó sẽ bắt chúng ta lưu lại với một tên khác, một cái file khác. Em nhớ cho thầy điều này nhé. Ở đây chúng ta sẽ vào server. Và thầy sẽ ghi ở đây là hình 31. À, giả sử như ở đây thầy ghi lỡ ghi nhầm thành 311 chẳng hạn. Đúng không ạ? Vậy thì thầy đã lỡ lưu lại mất rồi. Các em nhìn thấy ở trên này đã là hình 311. Vậy bây giờ thầy muốn lưu lại cho nó chính xác thì thầy sẽ thực hiện lại vào file, nhưng lúc này thầy sẽ không chọn là server nữa mà thầy sẽ chọn là server add. Và khi này thầy sẽ đổi cái sửa cái tên này đi thành hình 31 và lưu lại. À, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây không còn là hình 311 nữa mà sẽ là hình 31. Đúng chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lưu lại tất cả các bài vẽ mà chúng ta đã làm lần lượt và chúng ta sẽ lưu lại. Đúng không ạ? À, tại sao chúng ta lại phải lưu lại những cái bài vẽ này? À, bởi vì một cách đơn giản là chúng ta, nếu như chúng ta không lưu lại những cái bài vẽ như này thì việc làm của chúng ta là vô ích. Vậy nên chúng ta làm xong chúng ta nên lưu lại hình vẽ thứ nhất, đó là sản phẩm của chúng ta thực hành, và cái thứ hai đó là cái việc khi mà chúng ta thực hành xong chúng ta lưu lại, thì lần sau đối với những cái bài vẽ mà chúng ta chưa làm xong chúng ta có thể vào và thực hiện tiếp, làm tiếp cái điều này. Ví dụ như ở đây chúng ta vẽ, giả sử như ngôi nhà ở đây chúng ta vẽ ở đây rồi, nhưng giả sử như ở đây chúng ta lại có thêm một ống mặt trời ở trên này nữa chẳng hạn, đúng không? Hoặc là ngôi nhà này có ống khói chẳng hạn, thì chúng ta có thể vẽ thêm. À, ví dụ như ở đây, nếu như thầy tắt nó đi, thầy không lưu lại nữa, thì buổi sau nếu như một cái hình ảnh mẫu tương tự như này và có thêm là ngôi nhà và có thêm ống khói chẳng hạn, thì cách đơn giản nhất là thầy chỉ việc mở cái bài này lên và vẽ thêm ống khói là xong. Còn nếu không lưu lại bài vẽ thì sẽ lại phải vẽ lại từ đầu. Đúng không ạ? Các em thấy cái việc lưu lại nó có lợi ích là như vậy. Rồi, trên đây là bài hướng dẫn thực hành bài 2, vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Đến đây là kết thúc và chúc các em có những buổi thực hành vui vẻ, hiệu quả và thành công. Chào các em.